Mến chào các anh chị và các bạn nha. Hôm nay thấy ở ngoài sau vườn nhà nó mát mát, cho nên đi ra đây cắm hoa mọi người. Cái này là hoa mai giả nè, đi mua ở trong Phước Lộc Thọ. Cái cây này nè, ở ngoài trước nhà nó chết rồi. Ông xã Ly nhổ xuống định đem bỏ, nhưng mà Ly tiếc. Tìm cái cây Blue Gun không có ra. Giờ Ly cũng không biết làm sao nữa rồi đó, giờ cũng chưa cắm hoa nữa mọi người. Mình thử thôi. Mến chào các anh chị và các bạn nha. Ôi trời, đẹp không? Cắm vô vậy thôi hả? Nó có lỗ sẵn nè. Hay cái gì? Còn cái nào mà mình muốn, giống như cái này nó không có cành nè, là mình mới gắn luôn. Giờ ví dụ như là cái lá nè, đẹp tá sao đẹp liền đó nè anh. Thấy không, sáng chút nữa anh bỏ cái cây thưa của người ta. Anh định đem bỏ hồi sáng rồi nè. Giống như cái này nó đâu có lỗ để mình bỏ vô đâu. Giờ mình phải dán luôn. Em không biết dán sao nữa. Thì em làm trước đi, để em thử một cái mới được. Em cắt chưa? Cắt gì? Cắt cái lỗ glue á, super glue á. Xong rồi, nhưng mà em phải thử một lá coi nó có dính không, cái thử chút nữa mình làm tiếp cơ. Xem có lá nó nằm ở đâu phải không? Dính không, em phải bóp bóp vô chứ hả? Lá này chắc bà xã mới lần cắm lần đầu tiên nè, lá thì nó phải như vậy đó. Nó vậy nó mới dính được, phải không? Phải cả nhà biết không? Phải không? Trường biết cấm luôn mà, thấy chưa? Dán mặt bên đó đó. Vậy em dán mặt bên kia. Dán mặt bên đó đó. Rồi em thôi. Em mới ấn vô. Ấn vậy đó rồi bóp nó lại. Bóp nó lại vịnh chút xíu. Vậy cái nó dính tay em luôn. Không có dính tay em đâu. Đó, vậy đi. Không có dính này đâu. Thử một cái glue khác đi. Nó gọi là treo glue nè. Thử cái đó coi. Cái này gắn vô là thấy đẹp rồi nè. Thì đó, bởi vậy cho anh đâu biết đó, anh định đem bỏ luôn á. Ủa mà cái này cái gì vậy anh? Cây này là cây khô. Nắng sẹt. Cây gì ở trước nhà mà anh định đem bỏ? Anh đâu có biết nó cây gì, nó đâu có lá, đâu có gì đâu. Thì cho nên anh mới gọi là cây khô. Vậy em hỏi anh chi ha? Nó thấy cây khô mình nói cây khô, mình không biết cái cây này là cây gì luôn. Nhận nhiều khi mình mắc công mình hỏi ghê á. Bây giờ mình gắn bông chứ cái lá. Em gắn bông xong rồi gắn lá sao hả? Hay là anh gắn phụ em lá đi. Ok, vậy để em để máy nha. Mến chào các anh chị và các bạn nha. Trời ơi, hồi nào tới giờ là mình thấy phụ nữ cắm hoa. Em đâu kêu anh cắm hoa, đang cắm lá. Mà bây giờ bà xã kêu Trường cắm hoa. Đồ quỷ sứ. Muốn mặt bả luôn rồi. Quỷ sứ ghét dễ sợ luôn. Biết sao cho nó dính màu. Mình ra ngồi ngoài nắng mình làm á. Nó nóng. Nó mau dính luôn. Không sao đâu mày, cái đó để anh làm sao. Okay. Cắm bông đi. Cứ xong vậy đó. Một màu thôi hả? Mai cũng màu thôi chứ mấy màu. Còn cái cây này nó bị ấy nè. Để em cắt đi. Cắt đi, lấy kéo. Đừng bẻ nó hư. Công nhận em hay nha. Một cái cây chết đó làm thành ra một cái cây nở hoa đầy luôn. Còn hơn là mình trồng nữa. Mình trồng chưa chắc gì được lên vậy. Hay. Ủa nhưng mà hình như mình làm hơi sớm đó này. Phải để Tết đó này. Trời, nó đâu còn glue nữa đâu. Thua rồi. Hết rồi, bóp cái gì nữa mà bóp. Ông xã chiến này thua rồi. Không phải. Hết hồi nào mình không hay chứ mình biết là mình mua rồi. Nóng. Dễ thương quá ta. Đây. Mấy cây bự bự đó, cái em cắt nó nhọn vậy nè, cái em bỏ nó vô. Cái gì?
Ồ, cái này là hay nhất nè. Cái gì đó? Cái lô canh này là hay nhất nè. Nhưng mà giờ hết luôn rồi sao? Thì bởi vậy mới nói. Lô canh này nó dính á, bỏ vô là nó dính luôn nè. Không sợ gió luôn. Giờ hết rồi, chịu à, thôi. Để phân chưa? Sắp sửa đẹp rồi mọi người ơi, sắp sửa. Hay vậy ta? Để nhìn sao lưu thôi chịu khó sạc lưu thôi. So cute. Trên dáng đi. Hay nhiều quá không? Nhiều gì? Nhiều bông quá không? Đang muốn mấy cái thôi hả? Không biết, đang hỏi em mà đâu có biết đâu. Không biết thì đang rớt ý kiến quá ha. Thì hỏi em coi có nhiều không, nhiều thì mình bớt lại. Nó mình để chừng nào mà mình vừa thấy đủ thôi á. Đừng có ham quá nhiều quá. À, nếu mà nhiều quá thì mình lấy ra được mà mình rút ra được mà. Ừ. Ham quá nhiều quá thì phía xấu á. Ừ. Đúng rồi, cái gì mà nó thưa thưa thì nó đẹp hơn rồi. Nhiều quá. Cắt cho nó nhỏ nhỏ ra. Ừ. Cây chết làm cho nó sống. Ồ, cái này không có dính đâu. Xúc vật lưu này như không có dính. Xúc vật lưu này là thua cái này rồi. Thua cái này rồi. Cái này nó dính hơn. Cái này nó có chất treo á. Đẹp đẹp. Anh có tiền không? Cho em mới em treo cho đây coi. Trời ơi, tiền anh không có xài nữa rồi, đem đi treo. Cái này người ta giàu, người ta có tiền mới có tiền đem treo chứ. Em có tiền giả à? Mấy cái tiền mà lì xì Tết á. Thì bởi vì em hỏi anh có tiền không? Đáng lẽ cái này Tết em mới làm mới đúng hơn. Nhưng mà tại vì anh đòi bỏ cái cây này em phải gấp gáp làm. Chứ đợi tới Tết anh thấy dướng mắt à, thế nào anh cũng dục làm. Có gì đợi tới Tết anh mới chia sẻ. Không, lại chia sẻ trước đi. Mai mốt Tết thì tháo bông ra làm lại. Nữa. Giờ mới gắn được có ba lá, ba lá mà chưa xong đó, nó còn rớt lên rớt xuống. Sao anh cắm cây ba lá rồi mấy cây kia ngồi hết lá làm sao? Ủa em có nhiều lá không? Em không biết nữa, trong bọc nó nhiêu là nhiêu. Thôi vậy cắm chỗ khác đi, mình tìm cái clue nào mà nó cho. Lô canh là hay nhất á, lô canh để vô là dính à. Anh biết không, ở bên Việt Nam người ta hay dán bằng cơm á, với hồ á. Yeah. Ừ. Em đi vô lấy cơm đi. Thôi giỡn chơi hoài, cơm sao dính được. Xong rồi đứng đây dịnh luôn đẹp ha, dễ thương ha, so cute. Nhưng mà cái này để ngoài nhà thôi luôn, để rồi. Trong nhà đó, để trong nhà chứ không phải cái chậu này, chứ có đất á. Vậy hả? Ừ. Sao anh bỏ đất chi? Tại vì có đất á, mình không muốn để trong nhà. Vậy để đây luôn đi. Để đây đi, Tết thì mình đem vô vài ngày mình đem ra. Không dính đi. Không dính rồi. Cái clue không dính. Thôi khỏi cần lá được không? Không có mấy lá nó mới đẹp. Anh gắn vài lá đi. Vài lá đi ha. Ừ, không có lá mà mất đi cái sức sống của cái cây á. Ở bên đây em rất hay. Sống cây này nó có sống đâu mà sức sống. Ai à, đúng là cái lô canh này quất nhất á, tại hết cái lô canh này
nghỉ ở bên Việt Nam á, nó không dính gần tới Tết đó mọi người, cái đi lặt lá mai vui ha. Tới gần Tết cái bắt đầu nó nở nha, đẹp ơi là đẹp. Xem đứng che cái máy quay phim hoài mọi người không nhìn thấy đẹp trai. Trời, ta nhìn mình bóng nhìn anh chi. Khổ không ghê vậy. Nếu mình bỏ cái cây này mình đỡ mệt bây giờ. Bây giờ cũng bị mệt nữa. Lén lén rồi mai mốt cái gì thấy nè. Nhìn nhìn làm cho lẹ đúng không? Hỏi nói luôn không? Nói vậy hỏi đừng nói ý kiến với trời. Thấy mấy cái bông búp búp nó đẹp hơn không nữa. Cái nhỏ nhỏ thì cấm trên đầu. Trời ơi, đây đứng ngồi ở đây dịnh cả buổi luôn mà nó không dính. Ba lá mà gắn không xong. Giờ phải ngồi xuống để hơi người đẹp trai hơn la. À, nếu mà cây này đẹp anh biết rồi đó. Cả nhà nếu mà cái cây nào mà nó chết chết á, đừng bỏ uổng. Mình cắm vậy nè. Nó có nhánh sẵn rồi. Không cần phải hoa mai đâu, hoa gì cũng được. Ừ, đúng không? Tại hoa gì cũng được. Cây này chết rồi đâu ai biết. Nhưng mà cái cây nào đang sống mấy anh đừng có, mấy chị đừng có làm cho nó chết nha. Đừng đối thừa em. Chết. Làm cho cây chết thì đang cắn bông giả quá mệt à. Đừng đối thừa. Không có dính. Mệt quá. Mình làm cái gì dở thiệt. Không, bây giờ mình gắn gen lên vậy đi rồi mai mốt mình gắn lá sao được. Chờ đi mua cái clu á. Clu nào cũng không dính hết. Trời. Ba lá mà gắn không xong luôn. Ừ, em làm sao nó dính hay vậy? Hơn. Sao anh làm không có dính vậy? Wow. So để lên màu, để lên màu vàng đẹp nha. Đây, em nhờ tới em gắn lá thôi. Gắn lá trước đi. Để biết sao. Em thấy ở đây còn có thể gắn một cái bông ở đây nè. Trời ơi, anh ráng bông nó cũng rớt luôn rồi, rớt nhị luôn rồi. Dở thiệt. Ừ. Được kìa. Coi còn chỗ nào ráng bông rồi đây. Đúng là đàn ông không thể cắm hoa. Không rồi. Cắm hoa được. Vậy mà kêu đi cắm hoa, kêu mình làm cái gì đi. Yêu hoa đi. Cắm hoa làm gì? Yêu hoa em biết em có sẵn. Trong máu luôn. Ồ, nè cái này á, anh để lên một hồi nó ra bọt nè. Cái gì? Khi nào mà nó ra bọt mình để vô nó mới dính á, anh nghĩ vậy đó. Vì nó nóng rồi đó, nó nóng rồi mình để lên là nó ảnh vô là dính nè. Đúng thiệt. Y chang luôn. À, giờ biết rồi. Em phải để cho cái lá nó khô cái đã. Được. Dở quá. Không làm nữa. Quit. I quit. Rồi đây coi bà xã làm đi hay hơn. Ừ, bà xã mình cũng đang bóp tay đây. Đó, để lên nó cũng đẹp hết chứ. Nhưng bây giờ anh phải đi mua cái gì đi. Cái lưu canh đi. Lưu canh nó hở hôi dáng nó đạm tạm đi. Mùa dịch này kêu anh đi, anh không đi đâu.
cái chậu này cũng cũng được cái chứ, cái chậu này định bỏ luôn á chứ. Cái lộn chỗ này cũng đẹp chứ. Giờ anh biết rồi, anh làm cái này cho em. Làm gì? Đây có mấy cục đá nè, bỏ vô cho nó đẹp. Thấy chưa? Đá mèo đàng hoàng. Ôi, có cái gì nè, cái này giống giống ở Việt Nam anh hay chơi nè, cái đạn á, để vậy nè, cái mình bắn vậy nè đó đó, thấy chưa, bắn ngay luôn, hay không? Đúng rồi, ở Việt Nam anh chơi mấy này mà đúng lắm á, không có đạn ở đây nó hay đi em mua đâu vậy? Không vui chút nào, anh không cắm lá được, không vui chút nào. Cái nào anh với em ra bắn đạn đi. Được không? Bắn đạn ăn tiền. Được không? Được. Ủa mấy đứa nhỏ ra chơi. Ừ. Nè, ủa cái đạn này bự nè. Cái này đó ở Việt Nam hay chơi mấy cái này lắm á. Bự nè. Để vậy nè. Bắn nè. Sao? Mà anh thấy có nhiều người đẹp để bắn vậy nè. Bắn như vậy sao bắn? Bắn được chứ. Đó. 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 Bắn nè, bắn vô nè. Rồi. Tới giờ có ổng là đánh nhau mọi người. Lâu quá giờ trở lại tuổi thơ. Tuổi thơ chơi mấy cái này vui lắm á. Tuổi thơ của em ở bên Việt Nam thích nhất là đi hái mấy cái bông. Hay lấy cái gì? Đó, không phải. Tám ngày cứ lấy cái đó ra nó hoài. Ai biết. Thấy em kể chuyện hãy lén hoài, giờ anh đặt tên cho em. Anh luôn biết sao? Lấy cái lá dừa làm châu chấu, rồi nói chung là nhiều thứ lắm. Wow, đẹp chưa nè, xanh xanh tím tím nè, thấy chưa, đẹp chưa? Anh thứ sáu của em á, ở bên Việt Nam á, ảnh là hồi trước là ở trong xóm là kêu bằng là dụ mấy đứa nó hay lắm, tại vì biết sao, tưởng đâu dụ gái hay, hay rồi dụ mấy nít, mấy đứa nít để anh khỏi làm, mấy nít dễ dụ lắm. Các chị và các bạn biết không, nhà ly trồng rất là nhiều kiển, ba có ly dặn là tới chiều là phải đi tưới kiển, tưới cây kiển ở trước nhà mọi người, nhưng mà ảnh á không bao giờ tưới, dụ mấy đứa hàng xóm, mấy đứa nít hàng xóm nhỏ nhỏ qua bắt đầu tưới cho ổng, ngày nào cũng như ngày đó, mà trong đó cũng có ly luôn. Ở đây có thiếu nè, đây có một cái này. Em, dạ. em cái này là an khang phước nè, an khang phước nè. Ừ. Thịnh đâu, thịnh đâu, giống giống đó. Cái này mình treo lên luôn mới được không? Được, phải là đợi Tết mới treo. Bây giờ treo luôn. Treo luôn hả? Lúc nào mình cũng an khang thịnh vượng hết. Vậy hả? Vậy hả? Nhưng mà anh thấy cái bông này nó bị rớt rồi nè. Tại cây này nhỏ quá. Nhỏ quá thôi. Nhỏ quá rồi, cái lá đó. Cái lá thôi mà giờ lá cho không gắn được luôn. Rồi giúp em cái lá, thêm thử thêm cái lá nữa coi. Giận quá đúng không? Giận quá. Không thể nào như vậy được. Tại sao cái lá nó không có chỗ mà... Bởi vì cái này dở cái vậy á. Cái lá mà không có cái gì đó giống cái bông này nè, để mình sỏi vô á. Ừ. Giờ phải lại nói cái bà chủ à. Hết cách rồi mọi người. Nè. Đó. Cái này quá đó, nhanh. Nhanh lắm. Hơn nó còn chút xíu nữa nè. Chen chen vô. Cái nào rớt thì cắm sao đi. Chút bẻ. Cái dính trước con cá đi.
dưới nè, dưới nè, trong mấy cái lá ở dưới dưới giữa giữa này. Bây giờ em cầm cái lá đi, anh ấn cho nó dính. Được chưa? Được, đủ lá chưa? Cát nữa ơi. Đủ lá chưa? Cát nữa là xong. Thôi, chắc được rồi đó ha. Được rồi. Ở đây nè các anh chị và các bạn, đây là một cái cây khương mình cắm thành một cái cây mai có sức sống mới liền phía trên, đẹp xinh luôn. Chị Trân, look. Chị Trân thích không? Thích. Ở đây con. Đẹp không? Coi coi. Hai. Con thích không? Con thích không? Ok, xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã xem và luôn ủng hộ cho Dạ Trân Ly nha. Đừng quên đăng ký, subscribe. Đó, mình để cái này ở trong này nè. Like và share để Ly có nhiều video khác chia sẻ cho mọi người xem nha mọi người. Bỏ một ít sỏi vô cái thấy nó đẹp liền à. Vậy mình để đây luôn hả anh? Ừ, để đây đi. Để cho anh ra sáng anh uống cà phê anh ngắm. Ngắm lúc nào cũng thấy trong lòng mình Tết đến phải không? Ừ, nào cũng thấy Tết đó. Cảm ơn các anh chị và các bạn nhé. Đẹp chưa? So cute. Thumbnail.